Bạn có bao giờ làm mất chiếc camera ghi hình của mình? Nếu đã có rồi thì bạn có sợ những đoạn video đó sẽ bị phát hiện và tung lên mạng? Trong chủ đề ngày hôm nay, Thế Giới Bí Ẩn sẽ mang đến cho các bạn những đoạn video đáng sợ nhất, một thời bị lãng quên nhưng lại vô tình được ai đó tìm thấy. Và sau đây hãy cùng theo dõi top 5 những video đáng sợ nhất được tìm thấy trong máy quay vô chủ. Kẻ quấy rối người Croatian. Đoạn băng này được cho là tìm thấy tại một công viên nào đó ở Croatia. Vào ngày 4 tháng 10 năm 2005, bạn có thể thấy hai cậu thanh niên đang tự quay lại khung cảnh xung quanh công viên. Cậu thanh niên cầm máy quay giới thiệu rằng đây là chiếc camera mà cậu mới mua và cậu đang thử nghiệm nó. Hai chàng trai tiếp tục tự quay mình đang chơi bộ môn parkour. Khi lên máy quay đến một khoảng trống phía sau, chàng trai này mới phát hiện có một bóng đen không rõ là ai đang quay đầu về phía bức tường. Nhưng sau đó, cái bóng đen này tiến đến gần hai chàng trai. Và lúc này, hai chàng trai trên mới phát hiện cái bóng đen ấy còn có một bao tải trùm qua đầu. Hai chàng trai chỉ nghĩ rằng người đàn ông kia đang say xỉn, thế nên họ không để ý đến. Nhưng sau đó người đàn ông áo đen đã rượt theo hai chàng trai và đoạn video kết thúc. Mọi người nghĩ rằng hai chàng trai trên đã mất tích và camera ghi lại video trên được cảnh sát khu vực tìm thấy rồi đăng lên các trang mạng để tìm lại chủ nhân của chiếc camera. Nhưng đến giờ, vẫn không có ai đến xác nhận. Cái đó. Ah, fuck. Bravo. Lily. Au, Isus se boli. Check the tone open. Turn the liquid, piše. Okay. Okay. Dobar, daj. Lily. Korak. Nemam pojma, daj ga šutni, ja ne znaš. Daj ga šutni. Ne, neću se. Mislim da je pijan, neću. Ne? Okej, okay, mislim da idemo. Ajmo mi odavde, ajmo. Fuck, Isus, ti mu vidio facu, snima ga, snima. Pa naravno da sam vidio facu, vidiš. Čipar, nisam skužen, čekaj, kaj je bilo s tvoj? Zato, naš šanse da idem snimit tog lika, viš da nas napalo, kaj je tebi ono? Ne, daj čovječ, onak možemo ga staviti na YouTube. Da, to je samo stari dede, pijan. Ja, idem, naš šanse. S tvojom facom, onak, daj, ajmo ga snimiti se, Bože, Isus. Da to oni se bože. Kako je došao tu? Se bože, daj. Kaj, jel to oni se bože? Snimaj ga, sad ga snimaj, sad nemoj pobjeć. Kaj radi se bože? Kaj radi? Ne znam. Ej, jel si ti u redu onak? Oprostite, jel vam treba pomoć? Koji vrag onak? Idemo do Mati, ne, nema šansa. Da sam pijen... Okej, znači, Matija, studeni... 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 Aha, otvorene. Kako je pusto. Creepy. Koji kat? Peti kat, jes. Penhurst. Đoạn video trên thật ra không quá rùng rợn, nhưng những câu chuyện xung quanh Penhurst chính là thứ tạo nên sự ghê rợn. Được biết đến với mô hình trường học kết hợp với bệnh viện, Penhurst chính thức mở cửa vào năm 1908 và dành riêng cho những trẻ em thiểu năng và chậm phát triển. Vào năm 1968, một chương trình bản tin trên truyền hình đã quay lại chuyến đi khảo sát tại đây với tên Suffer the Little Children, tạm dịch những đứa trẻ đáng thương. Một phóng viên đã đến đây và quay lại cảnh những đứa trẻ ở đây có điều kiện sống rất tệ và rất ít được chăm sóc. Vào năm 1983, thêm một thông tin được đưa ra rằng những nhân viên ở đây thường xuyên hành hung những đứa trẻ một cách thậm tệ và điều này đã khiến các nhà chức trách buộc phải cho nơi này đóng cửa. Tòa nhà này vẫn được bỏ hoang cho đến ngày nay và rất nhiều người đã đến đây để tìm hiểu bởi có thông tin cho rằng nơi này chính là một điểm nóng của các hiện tượng siêu nhiên. Đoạn video mà các bạn sắp sửa được xem được quay vào tháng 5 năm 2008 bởi hai học sinh trung học. Nơi này gần như đã đổ nát và có rất nhiều hình vẽ rùng rợn trên khắp các bức tường. Đoạn video này được tìm thấy trong máy quay gần khu bệnh viện. Tuy nhiên, thân phận của hai người học sinh này vẫn chưa ai tìm ra. Cũng có thể hai học sinh này đã tự đánh mất máy quay. Nhưng mà ai biết được điều đó?
Kẻ quấy rối Björk, Björk Stalker hay kẻ quấy rối Björk, tên thật là Ricardo Lopez, là một người Mỹ làm việc trong văn phòng kiểm soát tai nạn. Được biết, hắn có tình cảm với cô ca sĩ người Iceland tên Björk từ năm 1993. Sau khi hắn ta tìm hiểu về mối quan hệ tình cảm với đồng nghiệp của Björk, Goldie, Ricardo bắt đầu ghen tị và cực kỳ tức giận. Hắn ta quyết định giết chết Björk bằng cách gửi một lá thư của chứa bom cùng axit sulfuric đến nhà của Björk ở Anh. Sau khi lá thư được gửi đi, hắn lập tức về nhà và tự sát. Được biết vài tháng trước đó, hắn bắt đầu viết nhật ký bằng cách quay video và cho biết lý do mà hắn ta làm thế. Tổng cộng có 11 video kéo dài 2 tiếng. Và sau mỗi video, sự tức giận của hắn ta dành cho Björk ngày càng tăng. Và cuối cùng, hắn nói rằng chỉ còn cách giết chết Björk mới làm hắn thỏa mãn. Ở video cuối cùng, hắn tự quay lại cách làm thư có chứa bom. Ý tưởng ban đầu của hắn là một quả bom có chứa máu bị nhiễm virus HIV. Tuy nhiên, sau đó hắn lại làm một quả bom có chứa axit sulfuric. Và cũng ở video cuối cùng, hắn quay lại cảnh mà hắn đến bưu điện để gửi, sau đó về nhà, vẽ lên mặt của mình, ngồi trước camera, nghe một số bản nhạc của Björk trước khi tự sát. Hắn ta đã tự sát bằng cách bắn vào đầu tại căn hộ của mình ở Florida. Hắn cho biết mình tự sát vì hy vọng nếu Björk nhận được lá thư có chứa bom của mình, hắn và Björk sẽ đoàn tụ nơi thiên đàng. Hầm mộ Paris. Hầm mộ được xây dựng trong những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ 18, khi những nghĩa địa trên khắp thủ đô Paris chật cứng, không thể đáp ứng điều kiện chôn cất hợp vệ sinh. Người ta nảy ra sáng kiến, đưa các bộ hài cốt vào hệ thống đường hầm ngầm dưới lòng đất hoặc mỏ đá cũ. Những toa xe chất đầy hài cốt, lầm lũi đi trong đêm tối đưa hàng triệu hài cốt vào hệ thống đường ngầm dưới lòng đất. Cho đến nay, khoảng 6 triệu người đang yên nghỉ dưới hầm mộ Paris. Hệ thống đường hầm này được tạo thành từ các hoạt động khai thác đá vôi nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng của thủ đô Paris từ hàng ngàn năm trước. Với quy mô cực lớn, đường hầm là giải pháp lý tưởng để giảm tải cho các nghĩa địa đang ngày một chật cứng của thủ đô Paris. Tuy nhà chức trách Paris đã cấm tuyệt đối mọi người xuống đây, nhưng vào năm 1955, người dân vẫn được xuống đây tham quan mà không cần có người hộ tống. Rất nhiều năm về trước, gia đình ABC đã xuống hầm mộ này và có quay lại một video vào giữa những năm 90. Bạn có thể thấy một người đàn ông đang khám phá khu hầm mộ này một mình ở độ sâu 228 feet. Anh ta bắt đầu cảm thấy khó thở. Bạn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở dốc của anh ta. Và chẳng biết anh ta nhìn thấy gì trong lúc tiếp tục cuộc hành trình, mà anh đã chạy thật nhanh và quẳng lại chiếc camera. Cho đến bây giờ, vẫn chưa biết được danh tính của người đàn ông này và vì sao anh ta chạy trốn. Nhưng dựa theo video clip, đa số mọi người tin rằng anh ta đã thấy cánh cửa dẫn xuống địa ngục. Liệu bạn có tin vào điều này? And all of a sudden, this video camera cái chết của người thợ lặn. Yuri Lipskin là một thợ lặn chuyên nghiệp người Israeli La Nga. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2000, anh ta chết khi đang khám phá vùng biển đỏ, nguyên nhân do hố xanh Da Háp. Nơi giết chết Yuri nằm ở biển đỏ, cách Da Háp, Ai Cập vài km về phía bắc. Đây là hố xanh sâu thứ hai trên thế giới với kích thước 130 m, được xem là nghĩa địa của giới thợ lặn. Một số hố xanh có lượng khí nitơ thoát ra ở độ sâu khoảng 40 m, khiến cho thợ lặn rơi vào trạng thái mê man, choáng váng giống như uống rượu. Trong lòng hố sâu, sự lưu thông những dòng nước không được thường xuyên, do vậy khu vực này luôn thiếu oxy trầm trọng. Sau khi bị hút vào hố ở độ sâu 91 m, Yuri Lipskin đã chết sau một khoảng thời gian rơi vào trạng thái mê man và gặp ảo giác. Hố xanh Da Háp đã cướp đi sinh mạng của nhiều thợ lặn khi họ cố tìm cách thám hiểm đường hầm thông qua các rạn san hô, còn được gọi là The Arch, nối liền Da Háp với vùng nước ngoài khơi ở độ sâu 52 mét. Trong chuyến đi lặn này, Yuri đã ghi lại toàn bộ khung cảnh, và cũng chính nhờ video này
bạn sẽ thấy được khoảnh khắc mà Yuri Lipskin qua đời. Bạn có thể nghe rõ ràng anh ta thở dốc, rồi anh ta bắt đầu hoảng loạn. Những đám cát bắn lên tung tóe do Yuri loạn choạng vẫy đạp tay chân. Sau đoạn video này, anh ta ra đi ngay sau đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Nếu thích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm được nhiều video nữa nhé.